Đình công tại hải cảng Mombasa của Kenya, tin từ Mombasa. Trên một nửa số công nhân làm việc tại hải cảng Mombasa đã đình công vô thời hạn, làm cho hải cảng quan trọng nhất của vùng Đông Phi Châu bị tê liệt. Hải cảng Mombasa là hải cảng nhập cảng dầu và hàng hóa cho các nước Uganda, Burundi, Rwanda, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Somalia. Khoảng 3.500 công nhân, đa số là công nhân dỡ hàng, đã đình công để quy chế thu dụng vĩnh viễn. Công nhân tập trung biểu tình, hô khẩu hiệu, vẫy biểu ngữ trong lúc các chiếc tàu đang đợi xuống hàng. Hải cảng Mombasa sử dụng 6.000 công nhân đã nhập cảng 10.7 triệu tấn hàng hóa trong thời gian nửa năm này, tăng 24% so với năm 2011. Hải cảng này nhập cảng dầu, xi măng, sắt thép, xe hơi, xuất cảng cà phê, trà và các loại hàng nông nghiệp.